tiếng trước tiếng sau bạn bật cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi đúng rồi em bỏ, bỏ. Không em vẫn tha thứ em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với ghế mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó rồi bạn cứ. Rồi chào hai bạn. Rồi ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên. Năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn. Dạ em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng. Em 27 tuổi. Quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi. Hai người này thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thật nhiều lắm. Em hay quên. Em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau em cho lên đường. Em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận dở người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết. Mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích. Em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau. Bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi đúng rồi em bỏ. Không em vẫn tha thứ em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với ghế mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó đó. Rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi. Em tự ý em chia tay với bạn. Không vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó. Em cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì mình cũng có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học cái em mê chơi á. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn với ít gặp anh. Cái tình cảm không có rồi thôi mình chia tay nữa. Tụi em mong suy nghĩ muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu. Mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi tưởng đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, về luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha. Sớm tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook được không? Có thả thính không? Có lên Facebook chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em muốn em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ha? Em không có em thả like ta. Mà em thấy đẹp em like. À, người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi á em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy lắm. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi. Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi.
Bên có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị. Tại vì tính em mà ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3 em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị. Còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ hơn nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biếng lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung là mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được chứ anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ, được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá. Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Em dơ lắm hả? Em thí dụ giờ em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt, mình chưa tắm liền, mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó này nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn, chút thì tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. Đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm vợ cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không, thơm không? Dạ, lâu lâu xịt dầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em xin chào anh Sư Vương Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy anh trai bên đây thì cũng được. Tại em run quá, không biết nói gì hết. Run quá. Trai đi với ai? Dạ em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ chào dì. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm cũng không cởi. Không tắm đó. Không thay đồ luôn rồi để vậy ngủ luôn. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm anh. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị. Dạ em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Dì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, dì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự mình trò chuyện với nhau ha. Rồi mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về nữa. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền rồi được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đôi lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ mới tin luôn chị, toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư, có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó để cả tháng nào không giặt thú quắc ra nó có mặt. Có đâu anh, em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn á hà. Dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi em tìm, cũng cao. Nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nửa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái thì sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chúng tiền bạc thì ai giữ cũng được anh. Nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu lắm. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì. Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung là ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có
lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc. Mình có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh đó là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Ô, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy đúng không? Tướng tá cao ráo ha. Rồi bây giờ xin gì đi à? Em đợi đó giờ muốn chết đúng không anh? Thì xin đi. Dì ơi, hôm nay à, giống như bấm nút là bạn gái con cũng xin phép trước rồi, mình hôn trước. Mà mình phải đúng rồi, rồi xong nó qua bên đây chứ. Như chị bên đây là cho em xin phép hôn bạn là em của chị. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn tới đó để có không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn nha, cố gắng tìm hiểu nhau nha, sớm báo tin vui nha, xứng đôi lắm luôn á. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau, chúc mọi điều tốt lành. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Từ hồi đầu nó có thương hiệu. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Bây giờ giới thiệu về mình đi, mời em gái. Em xin chào chị Tường xinh đẹp. Chào anh Đanh Vui Tính. Chào anh Nam bên Võ Mồng Tơi. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Bùi Thị Phượng. Ở nhà thì má em hay gọi em là Mít Ướt, bởi vì em rất là nhõng nhẽo và dễ khóc ạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Bây giờ em chào anh MC Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường mà. Chào em. Chào khán giả. Chào bạn gái ngồi bên hàng rào bên kia. Em tên Trần Mộng Quốc, năm nay em 31 tuổi. Em sinh sống ở Long Thành, Đồng Nai. Đồng Nai luôn? Dạ, em làm nhân viên chất lượng. Anh ở Long Thành ạ? Đúng rồi. Anh làm vậy là công ty đó là ở khu công nghiệp Long Thành luôn đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng gần nhau mà đúng không? Dạ cũng gần. Hai bạn giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Em nấu ăn không có được ngon. Mặc dù em rất là thích nấu nhưng đôi lúc em bày vẽ ra em nấu nhưng thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Không sao. Em cũng hậu đậu nữa. Ở nhà hay là ở nơi làm việc mà có cái gì đó nó hư hỏng hay đổ vỡ thì thủ phạm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là em. Sự hậu đậu nó có thương hiệu không chị? Nhưng mà em lại có điểm mạnh là em sống rất là có nguyên tắc và có trách nhiệm. Em có trách nhiệm trong cuộc sống, trong công việc và đặc biệt nhất là trong gia đình. Em thích chơi thể thao, thích đọc sách. Ưu điểm của em thì em thích nấu ăn. Rất là cưng bạn gái, cưng chiều bạn gái, thích nấu những món ăn mà bạn gái thích. Thí dụ bây giờ ví dụ mình ăn chừng cái món đó 2-3 lần là có thể mình về mình bắt chước mình nấu theo được. Tuy nó không ngon nhưng mà cái đó mình có thể nấu giống vậy. Còn cái nhược điểm của em là không thích đợi chờ, giống như hẹn hò đi chơi là phải đúng giờ. Nhiều khi có thể suốt nó xê dịch khoảng 5-10 phút là được, mà để đợi lâu có thể hơi khó chịu. Bực mình thì mình sẽ ít nói, không nói, mình giận mình không nói. Mà khi nào mà đối phương nó nói chuyện trước thì mình sẽ bắt chuyện lại.
Bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình sâu sắc nhất đối với em là mối tình đầu thời sinh viên, kéo dài 4 năm. Còn cái mối tình sau này? Mối tình sau này thì sau khi em ra trường em đi làm thì em gặp bạn đó. Nhưng mà bạn đó thì cũng vào đây công tác một thời gian thôi thì cũng trở ra Hà Nội. Rồi từ đó tới nay là bao lâu rồi chưa có bạn trai? Từ năm 2015 đến giờ. Lý do tại sao mấy năm nay không có ai, mình không để ý ai, không ai đeo đuổi như thế nào? Tôi cũng có các bạn nam để ý, nhưng mà em không biết sao, nhưng mà em không có cảm xúc. Bây giờ bắt đầu cũng hơi khó tính rồi ha. Dạ. Còn bạn trai? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên của em là cách đây khoảng 10 năm. Mối tình đầu quen được 4 năm. Mối tình thứ 2 thì cũng khoảng 3 năm. Thôi, 7 năm rồi. Rồi mối tình thứ 3? Thứ 3 thì mới đây, năm 2016. Là mấy năm? Được gần 1 năm. Tại sao mình lại phải chia tay những mối tình đó? Lúc đầu em, cái tính của em thì nó hơi ngang. Tính em, ví dụ em nóng lên á thì đừng có cãi lại. Mình nóng tính, mình cố chấp, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Nhiều khi mình không có hiểu, mình không chịu hiểu người ta, mình cứ... Bắt ta phải hiểu mình. Đúng rồi. Thì cái đó coi như mình bỏ qua nha. Bớt nóng tính nè ha. Rồi mình phải hiểu người ta mới hiểu mình. Hai cái đó rất là quan trọng cho tình yêu. Mình muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m56 đến 56 giờ lên. Tại vì tính của em nó mạnh mẽ, em muốn một cái người đó, ví dụ em la khóc là tự nhiên em sẽ xìu xuống à. Trước mắt là vũ khí đó. Mình bật lên đó là người ta thấy mình thấy người ta khóc là mình tự động mình bình tĩnh lại. Là người đàn ông sợ nhất là cái tóm lại là cứ la là khóc. Khóc là em hết la. Dạ đúng rồi. Vậy đúng là... không? Tức là sợ giọt nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thôi được, anh xem cô kia có thích khóc không nha. Chào em gái. Em chào anh ạ. Em có hay khóc không? Dạ em thì chúa dễ khóc hơn ạ. Vậy được rồi đó. Em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Về ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà cao hơn em thì càng tốt. Em cũng hy vọng bạn nam của em là một người chín chắn, sống có trách nhiệm và biết nghĩ đến gia đình. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Quá gia trưởng và vô tâm. Nhưng anh này đôi khi anh áp đặt á, tức là anh nói phải nghe. Đó là hơi gia trưởng đó. Về cái điểm này thì em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà như vậy thì cả hai người phải cố gắng để mà dung hòa. Đúng trong rồi. Cái trường hợp này. Chỉ còn một điểm đó thôi, bạn trai cố gắng kìm lại là được rồi nha. Anh thấy đàn gái cũng rất là xinh xắn, dễ thương. Nếu mà được thì khi nào em tính là tiến tới hôn nhân được? Em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu đủ thì là được. Rồi, bạn trai còn có tật xấu gì nữa không? Trời ơi, chào em. Dạ chị, không nhậu rồi, không nhậu. Cái gì? Không nhậu. Dạ không nhậu. Uống 1-2 ly là người đó đỏ, mặt nó đỏ lên là... Đó tốt chứ coi đâu xấu em. Trong cuộc sống em có sợ gì không? Em sợ ma lắm. Em thấy ma lần nào chưa? Hồi xưa thì ở gần xóm có cái giống như cái sân banh vậy á. Em ra ngoài đó em chơi lúc mà về trời mưa nó hơi lâm râm á. Em vừa đi ngang em thấy một bóng đen em sợ. Em chạy hết đà, em chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau ra em thấy là cái cục xi măng. À, qua ngày hôm sau mới đi ngang, đi qua lại chỗ đó nữa, vậy là cũng chưa sao, còn đi ngang còn kiểm tra lại nữa đúng không? Thấy cục xi măng nhưng thấy con ma, em sợ con ma, nó mặc cái ghê lắm. Dài rồi lắng con đồng hồ rồi, răng cỏ rồi lấp lánh đồ nữa ha. Để đính mấy hộp? Một hộp à hả? Xong làm điều cho hai bên luôn cho nó đẹp. Giờ lấy vợ về mình tính lập nghiệp ở đâu? Nhà em có một mình, còn một mình em à, em sống ba mẹ. Như là làm dâu đúng không? Dạ. Rồi làm dâu được không em? Dạ được ạ. Được ha, không sao cả. Lúc như bạn gái mình buồn, vợ mình buồn thì mình làm gì cho vợ mình hết buồn? Em có tài lẻ gì không? Tính em vui lắm, em thích tạo cái niềm vui cho người ta. Đâu em bây giờ đang buồn nè, em buồn quá trời luôn, em làm gì vui vui? Có thể em có thể hát và có thể nhảy được. Rồi chơi luôn đi. Có sập sân khấu không? Dạ được. Em làm cái gì vậy? Nhảy hả? Thôi giữ đi chút, nhảy cho bạn kia coi. Được rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, coi là gia đình mình có ủng hộ không. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái em và các bạn của em ạ. Em ruột hả? Dạ em ruột. Rồi cho chị gặp em gái của em nha. Em xin chào chị, hai anh chị dễ thương. Em là em của chị Phượng. Chị em là một người rất dễ khóc, nên sau này có quen thì mong anh đừng làm chị khóc. Chị mà khóc là anh dỗ cả tháng không đính luôn á. Anh trai bên này thì em thấy anh cũng được, cũng vui tính và cũng có vẻ hợp với chị em, nên em cũng mong là anh chị bấm nút cho nhau một cơ hội và tiến đến xa hơn nữa. Rồi. Còn em trai này mình đi với ai? Dạ em đi với anh em, anh bà con. Rồi chào anh. Chào anh. Em cũng xin kính chào hai MC dễ thương. Rồi em cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả có mặt trường quay hôm nay. Em là anh họ của em trai bên đây. Em gái bên đây rất là dễ thương, có chất giọng rất là nhẹ nhàng và điềm tĩnh, khéo léo nữa. Thì anh mong hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi cảm ơn anh nha.
Khi mở cái hàng rào ra là em nhảy liền nha, để lấy cảm tình bạn gái đúng không? Đây là thế mạnh của mình mà, khoe liền đúng không? Rồi mở rào. Thằng anh thì em hy vọng là trong những lúc anh cảm thấy hoang mang mệt mỏi, khi mà anh đọc những cái dòng cảm xúc này, anh sẽ cảm thấy tìm lại được cái những cái giây phút an yên và ngọt ngào trong lòng mình. À, cảm ơn. Rồi hai bạn tâm sự với nhau đi. Cái quê mình á, cái mình ở cái khu vực nào vậy? À, quê của em là ở Bình Định. Bình Định. Dạ. Thì mỗi khi mà anh cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thì anh sẽ làm gì ạ? Chơi game, thích chơi game rồi có thể đi uống một phê với bạn. Em cũng hỏi có đi. Một số câu hỏi vui à, muốn hỏi anh thì anh chỉ trả lời với em là có hay không thôi. Yes or no thôi nha. Dạ, trả lời nhanh nha. Anh có biết cá độ bóng đá không ạ? Dạ. Anh có dễ nổi nóng không? Có. Anh có giận dai không? Không. Anh có cờ bạc không? Không. Anh có muốn biết bắt buộc các tài khoản cá nhân của em không? Cái này riêng tư không. Ok. Anh có mê chơi game không? Cũng có xíu. Nếu như mà lúc anh đang mê chơi game như vậy mà em có việc gì đó nhờ anh thì anh có nóng giận không? Không. Anh có tắm hàng ngày không? Tắm ngày mấy lần luôn. Anh có thích đọc sách không? Không. Anh có thích xem phim không? Thích. Anh có thích nuôi chó không? Bán chó mà. Bán chó hả? Có nghĩa là phải yêu chó, thích nuôi chó mới bán chó. Bán chó để nuôi là chó kiển, để chăm sóc chó. Phải bán chó để ăn đâu, đừng có lo. Anh có thích đi bộ không? Không. Không mới anh vậy có, anh có sẵn lòng đi chọn mua quần áo với vợ không? Đi hoài à, đi hoài à. Vợ đâu đi bộ. Ủa, đi bộ, đi bộ á chứ mày giờ. Dạ. Câu cuối tèn 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 tèn. Nếu như mà em đánh anh, đánh lại hay không? Anh đứng yên cho em quýnh khi nào mà anh thấy mình thôi em nghĩ. À sao không em? Đạt được bao nhiêu phần trăm hả? Tiêu chuẩn của em? À, khoảng 50%. 50%? Có thưởng có phạt gì không? Hỏi người ta quá trời vậy. 50% là không thưởng không phạt gì. Không thưởng không phạt. 60% là thưởng mà 40% thì em phạt. Em thấy sai có hai ba câu thôi mấy. Ở đây không có sai gì dạ. Chứ á. Chỉ có một câu là đi với vợ hoài thôi. Một rồi. Câu tỏ tình ngọt ngào chút xíu đi rồi quyết định bấm nút nè. Anh cũng mong hai người có một cái gì đó để cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến xa hơn. Cuộc sống bên ngoài thì nó cũng có nhiều cái mệt mỏi căng thẳng rồi, thì em hy vọng là sau khi em về nhà ở bên cạnh anh thì là những cái bão tố phong ba ở bên ngoài nó sẽ dừng lại ở bên ngoài, và trong nhà thì anh sẽ là bờ vai vững chãi để cho em có thể yên tâm. Rồi đặt tay vào nút bấm. Để tay cũng bấm đi em trai. Bấm nút để hẹn hò chứ không phải bấm nút đi uống cà phê. Bấm nút để ta tiến xa hơn chứ phải bấm nút để vì một điều gì đó nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. À, nắm tay nhau các bạn. Rồi hãy trao chúc nhau các bạn hạnh phúc nha. Cái này khỏi. Đây. Không được. Cái này khỏi. Đâu có khỏi được. Không má hay không đầu em. Đây là chiếc vé xem phim cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatech. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatech tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatech, niềm tự hào cao su Việt. Còn đây, phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch